Ui chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi thu hoạch ngô. Ngô của mình. Ngô này mình mất công tưới đến 3 lần rồi đấy mới được thu hoạch. Nhìn những bắp ngô thật là rất tuyệt vời đúng không? Mất nhiều một bắp quan trọng gì. Mẹ mình vừa báo cáo là nhà mình bị mất một bắp ngô mọi người ạ. Đây là ngô nếp rất là ngon luôn. Mẹ hình như vẫn non sao. Ôi mẹ đừng dẫm cây, ấy này đi mẹ chứ. để đấy đến lúc con chặt nó dễ mà. Mẹ dẫm lên đến lúc con lại phải vén lên con mới chặt được à? Mình có phải đóng góp tiền ấy không? Liên hoan không? Ai chẳng phải đóng. Rất là tuyệt vời. Đây, nhìn mấy cây ngô ngô bị sâu ăn mà cái bắp rất là to. Đây, dựa vào công sức mình tưới đấy. Đấy. Ăn được rồi, ngô nếp phải ăn non non. Tuyệt vời luôn.